Rút dây anh Nhật. Trời ơi chết bà, dây nằm trên đó rồi. Rồi đây, nay coi vua dưỡng mé cây. mé cây vú sữa nha. Lấy cành bài. Cây này đo 180 quạnh. Thằng lấy cành bài này ha, bài bằng già, lấy ra đây ha. Cây này làm như hồi đó trồng bên đây mé mương hay gì không rồi. Rồi thả đi. Rồi tiếp theo là cây vú sữa tàn bài ha, u bú luôn nha. Đang mé. Người ta chặt rồi cái nó bú mấy cục. Ông thích 2 chỉ không? Cây này vậy mà đo ra 180 quành đó. Đâu bán mắc quê. Đâu bán mắc 7-8 ngàn vậy đó, mua mấy mắc chỉ tính tiền mấy mắc. Rồi cuối cùng lên. Cưa hết đi. Dạ rồi, cuối cùng là còn lại bấy nhiêu ha. Cắt cho nó ra cái dáng luôn nha. Dáng này là kêu là dáng bay bằng trà nha anh chị, cô chú ha. Bay bằng trà qua đây ha. Này hai thân, cắt một thân lấy thân chính của nó ha. Dáng bay ha. Này mới đúng là bay bằng trà luôn nha. Đó, lên cái cành đứng đó ha. Cành này ra ha. Nếu mà dài ra nữa thì chuyển về nó rất là khó khăn nha. Cây này là vú sữa lò gèn. Trái chín vàng ha. Trái chín vàng nó có mấy cục bú dưới này, người ta chặt qua nó u bú ha. Đó, cành bay bằng trà qua đó ha. Lấy thước đo hoành cái đen ơi. Cây này chắc bư ra đế đẹp à. Đế dữ lắm à, tại 180 hoành dữ lắm đế ha. Cành bên đây cắt bỏ rồi.
bay bằng chà ha, dáng bay. Để anh em lấy thước đo cái cô chú xem á. Cây quá đẹp, cây này cắt ra dáng viên. À, đo thứ đi, đo sát gốc luôn. Hốt tới không nên lọn tiếp cho người ta nè. Sao nó mới cắt cái nó ra nước nhiễu đập đập ha cô chú. Chảy gồng gồng luôn. Rồi, nhiêu hoành? 180 hoành. Không tới 175. 175 hoành ha nè. 175 hoành. Rồi đo cái thân nữa coi còn như cái thân trên đó nha. Thân nào thân bự quá. Cái thân còn lại dài nè, thân này nè. Đo ngay đây coi. Đo cái cao có 50 cm. Dạ. Gì còn cao lắm ha. Nhiều. Trăm mấy? 107 hoành. Rồi trên thân nó còn 107 hoành ha. Ở dưới là 170 hoành. 175 hoành. Dáng bay bằng trà qua đó ha. Chá mặt trời quá. Ừ, đo chiều cao chiều bay luôn rồi nè. Nó bay qua đây. Cây này cũng rất là khó vận chuyển rồi nha. 3 mét rưỡi tới chiều bay đó, 3 mét rưỡi đó. Vậy là 4 mét, chiều cao 4 mét phải không? 4 cao mét. 4 mét, có bay bằng chà. Bay ra bằng chà ra cỡ thứ thứ rưỡi thứ 6 nữa ha. Hoành 175 hoành. Cây khá to ha, cây này to. To quá to. Cành bằng chà nó bay lên về đây ha. Rồi, yeah, ok.